có giờ interview. Cái job này là mình sẽ làm việc trong nhà bếp. Mình có học qua những cái khóa học nấu ăn. Và lúc mình 16 tuổi khi mình ở bên Nhật á, thì mình cũng làm nghề nấu ăn cộng với chiêu đãi viên. Mình hy vọng rằng là trong cái buổi interview này sẽ đưa cho mình những điều tích cực, không phải là những điều tiêu cực. Hồi hôm qua mình có đi làm một đêm rất là vui với những người bạn đồng nghiệp rất là đáng yêu và đáng quý và đáng mến. Trong ngành chiêu đãi viên cũng như là trong ngành ăn uống, mọi người lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Những người khách tới, họ mặc quần áo xịn soạn, họ lịch sự, họ đối xử với mình rất là vui vẻ, họ tôn trọng mình. Coi như là những bữa tiệc không được mời mà đến. Hy vọng là hôm nay mình sẽ may mắn trong cái interview ngày hôm nay. Tin vui sẽ thông báo lại với mọi người sau nha. Bye bye.